Chúa ở cùng anh chị em Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đề dụ ngôn này, nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp ngủ đi cả. Nửa đêm có tiếng hô to, kia chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng, các chị cho chúng em chút dầu vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng, e không đủ cho chúng em và các chị. Các chị ra hàng mà mua thì hơn. Xong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói thưa ngài xin mở cửa cho chúng tôi nhưng người đáp lại ta bảo thật các ngươi ta không biết các ngươi vậy hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày nào giờ nào đó là lời Chúa. Nước trời giống như chuyện mời trinh nữ cầm đèn đi đón chàng đệ. Chúa Giêsu bắt đầu bài giảng hôm nay như thế. Thưa anh chị em, tại sao Chúa Giêsu giảng về nước trời mà lại nói chuyện đóng cưới ở đây là bởi vì thế này Chúa phải dùng những hình ảnh và những kinh nghiệm mà con người của chúng ta biết và có dựa vào đó mà giảng về những thực tại thiêng liêng như nước trời thì chúng ta mới hiểu được chứ, phải không? Cho nên ở trong Kinh Thánh không chỉ một mình Chúa Giêsu đâu mà các tiên tri thời cựu ước cũng vậy thôi. Rất nhiều lần các ngài dùng hình ảnh đóng cưới, tiệc cưới để nói về những thực tại thiêng liêng. Theo kinh nghiệm của con người chúng ta thì không có một cái sự kết hợp nào nó sâu xa cho bằng sự kết hợp vợ chồng trong đời sống hôn nhân. Và kinh thánh vận dụng hình ảnh đám cưới, cái sự kết hợp sâu xa trong đời sống vợ chồng để diễn tả về sự kết hợp của Thiên Chúa với loài người chúng ta. Và trong sự kết hợp vợ chồng, anh chị em nhớ lại cái ngày mình làm lễ cưới đó, cái lời thề hứa quan trọng nhất là cái gì? Là sự trung tín, hứa trung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Trung tín là quan trọng. Thế thì cũng vậy, trong cái mối quan hệ và trong sự kết hợp của chúng ta với Thiên Chúa, cái đòi hỏi quan trọng là trung tín với Chúa. Trung tín với giao ước tình yêu mà Chúa đã ký kết với mình. Nhưng mà trong thực tế, Con người chúng ta bất trung nhiều lắm Không phải chúng ta mà thôi đâu Mà là cả cái lịch sử dân chúa ở Trong cựu ước Cho đến thời tân ước chúng ta Đều như nhau cả thôi Và chính vì vậy khi anh chị em đọc Kinh Thánh nữa Anh chị em sẽ thấy là các thiên tri Ví dân của Chúa Gọi dân của Chúa là cái quân ngoại tình Có khi lại còn gọi là đồ gái điếm nữa Bởi vì mình bất chung nhưng cho dù chúng ta bất trung với chúa như vậy chúa vẫn trung tín và chúa bày tỏ lòng thương xót của người bằng sự tha thứ không những là tha thứ mà thôi ngài còn lấy chính giá máu của con một ngày để chuộc chúng ta về mỗi lần mà chúng ta nhìn tượng thánh giá thì phải nhớ cái điều đấy lòng thương xót được thể hiện ở đấy. Vậy thì thưa anh chị em, để đáp lại lòng thương xót của Chúa thì chúng ta được mời gọi sống làm sao? Ở trong dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể cho anh chị em và tôi nghe hôm nay đó có 10 cô chị nữ. Năm cô được gọi là khôn, năm cô bị gọi là khờ thế thì khôn với khờ nó khác nhau ở chỗ nào cả mười cô đều có đèn hết nhưng mà những cô được gọi là khôn là bởi vì các cô ấy có đèn mà có cả cả dầu nữa cho nên là chẳng để đến thì mới thắp sáng được chứ mới đốt đèn được chứ còn những cái cô bị gọi là khờ đó thì có đèn nhưng mà lại không có dầu vậy thì đèn là cái gì và dầu là cái gì thánh augustino giải thích thế này đèn là đức tin dầu là đức mến là tình yêu là lòng mến đức tin mà không có lòng mến thì đức tin ấy giống như đèn không dầu không được thắp sáng cái đức tin mà có lòng mến là một đức tin không chỉ lý thuyết, không chỉ ở trên môi miệng, nhưng mà được thể hiện trong cái cuộc sống yêu thương, bác ái, phục vụ. Đấy là lối sống mà Chúa mời gọi chúng ta đấy. Tôi đã đọc cái bản phúc trình công tác của Lê Diêu Marie, giáo phận Tôi thấy hay lắm, cảm ơn anh chị em nhiều lắm. Anh chị em đúng là lính của Đức Mẹ. Tại sao vậy? Là bởi vì Đức Mẹ ngày xưa đó, sau khi mà được Sứ Thần truyền tin, rồi Đức Mẹ thụ thai Chúa Giêsu rồi, thì ngay sau đó sách Thánh kể là Đức Mẹ vội vã lên đường, lên miền núi, đến thăm ai? Bà Elizabeth đã già rồi mà bây giờ có thai tôi thấy anh chị em là lính của đứa mẹ là bởi vì tôi đọc cái bản phúc trình công tác đó cái công việc chủ yếu anh chị em làm không chỉ là hội họp đọc kinh cầu nguyện nhưng mà sau đó là được giao công tác và cái công tác thấy xuất hiện nhiều nhất đó là thăm viếng thăm viếng người già thăm viếng người nghèo thăm viếng người đau yếu thăm viếng người đang ở trong tình trạng khô khan nguội lạnh thăm viếng những gia đình bị rối thăm viếng cả những người ngoại Thì công tác chủ yếu của anh chị em là chỗ thăm viếng anh chị em đúng là lính của đức mẹ đấy anh chị em, sống với tinh thần của đức mẹ và như thế anh chị em đóng góp vào công tác tông đồ trong giáo phận của chúng ta rất là tốt. Tôi cảm ơn anh chị em và tôi mong là cái công việc đó cứ càng ngày càng phát triển hơn nữa. Có điều là tôi đọc thì tôi thấy hầu hết là gọi là senior. Các anh chị em người Việt Nam mà nói toàn tiếng Latin không? các cấp presidia nói theo số nhiều mà số ít thì presidium là lớn tuổi cả còn cái tuổi gọi là junior tuổi nhỏ đó thì ít lắm thế làm sao mà chúng ta thúc đẩy được cái chuyện này thì sẽ rất tốt đấy bởi vì khi mà các bạn trẻ mà họ tham gia vào như thế thì chính cái sự tham gia đó là cái cách để đào tạo để huấn luyện đời sống đức tin cho các bạn trẻ bởi vì chính khi mà mình thực hiện những công việc đạo đức như thế là đời sống tinh thần đời sống thiêng liêng của mình được lớn lên chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa bởi vì nhờ sự thúc đẩy của thánh thần cũng giống như đức mẹ mẹ mà anh chị em làm những công tác tông đồ tốt đẹp xin đức mẹ chuyển cầu cho chúng ta để trong tác động của chúa thánh thần chúng ta ngày càng hăng hái hơn với tư cách là hội viên để giữ